đây là toàn cảnh hotel của tụi mình. Yeah. Người bạn đồng hành. Ở trong cái khách sạn của mình là có coffee luôn. Nhờ tụi mình sẽ đi vô xem có gì không, rồi tụi mình mua, tụi mình sẽ lên phòng cho mọi người xem phòng nè. Mùa này hay bị giật lắm. Vô thôi. Menu. Đa số các món ở đây cũng từ 4.000. Mắc nhất là 8.000. Ồ, ở đây có lò vi sóng. Cặp bánh. Còn bên này là lối đi vô khách sạn luôn. Bàn ghế cho mọi người ngồi. Mình không dám nói lớn tiếng tại vì ở bên này mọi người cũng biết á, người ta hay im ắng lắm. Khúc nào nói lớn tiếng được mình sẽ nói lớn tiếng. Còn khúc nào mình cần nói nhỏ thì mình sẽ nói nhỏ. Sau khi là tụi mình 4:08. Phòng của tụi mình và người ta cho tụi mình. Và hồi nãy mình gửi hành lý. Làm sao Amita? Người ta cho mình và phòng tụi mình là 307. Giờ tụi mình sẽ lên màu. Đi thôi, đi xem phòng thôi. 307 bên này. Sắp hai ly ổn không? Có tối đa 9 tầng. Người ta cho bàn chải đánh răng, kem đánh răng. 8 tầng hả chị? 9 tầng mà chị thấy tới số 9 nè. Nhưng mà nó có tới số 9, số 9 là sân thượng. 307. Tinh tinh, khách trăng. Đi chưa? Wow. Từ 301, 302. 303 tới 307. Wow. Nhìn khá là sang. Nhìn hơi bị sang luôn đó mọi người. Ok. Đây. Biết rồi thì quay cái. Đây là ngoài khách sạn, đây là cái cửa. Vô em vô chứ. Cửa bằng curtain. Wow. Vừa vô cửa thì người ta sẽ cho mình. Ok, cửa khách sạn này khá là an toàn nha mọi người. Đây, khá là an toàn. Khi mà tụi mình vô rồi á, tụi mình dài lại để cho đừng có bị đột nhập. Còn đây là nơi để cạc. Mở curtain vào là nó sẽ hoạt động hệ thống. Và đây, đây là người ta cho mình dép đi trong phòng. Mọi người đã sẵn sàng cho phòng tụi mình chưa? Đây là phòng tắm. Đây là mở đèn. Đây. Có dép đi phòng tắm nha. Người ta sẽ cho mình khăn. 3 cái khăn và khăn tắm 2 cái bởi vì tụi mình đi 2 người. Bồn cầu và bồn cái tắm đứng. Người ta cho mình cả đây là body wash. Còn đây là shampoo, còn đây là cái conditioner. Và đây là bồn tắm. Bồn tắm mọi người ơi. Đây là bồn rửa mặt. Đây là gương. Tinh tinh. Đây là hướng ra ngoài cửa. Tiếp theo đi vô là mình sẽ có
cái bảng mở đèn. Nó có rất là nhiều. Nó có like 1, like 2, like 3, like 4, like 5. Bedroom. Và cái này là chỉnh nhiệt độ. Nếu mà kiểu giống như là bỏ sưởi á mọi người, mà bây giờ đang là mùa đông á, cho nên là người ta sẽ cho bật sưởi. Mình sẽ tự động điều chỉnh, nếu mà nóng quá thì mình chỉnh cái lò sưởi sao cho nó không có quá nóng. Và đây là view biển. Và đây là hai cái giường của tụi mình. Mình đã đặt phòng là hai giường cho hai đứa ngủ cho thoải mái. Đây là người ta set up sẵn cho tụi mình là một bình nấu nước và ly giấy và có cả hai túi coffee, bởi vì tụi mình ngủ có một đêm thôi. Hai túi trà. Cái này là khui bia. Nhưng mà tụi mình sẽ không khui bia đâu, bởi vì tụi mình không uống bia. Đây là, hình như cái này là tủ lạnh nè. Tủ lạnh. Tủ lạnh thì có sẵn hai chai nước suối, một nước cam và một nước ép táo. Nhưng mà tụi mình sẽ không uống đâu, bởi vì tụi mình sẽ đi chết mua đồ. Có khăn giấy, điện thoại, thùng rác và một cái chai xịt mũi. Đây là TV. Chúng ta có thể coi bất cứ cái gì chúng ta muốn. bé Vân thích karaoke. Bé Vân nằm lên giường thử coi. Nằm lên giường để nằm lên giường để em không. Em ha. Tuyệt vời không? Tuyệt vời. Quá là tuyệt vời. Khách sạn này là 4.8 sao trên 5 sao á mọi người. Còn đây là mấy cái vật dụng thôi. Wi-Fi, sạc pin, đồ, hai ly nước của tụi mình. Có rèm nè, kéo rèm cũng được. Đây có một cái gương để tụi mình make up nữa. Cái này là Wi-Fi. Wi-Fi và password. Hotel Beachy Yung Phumimita. Đây, có lược, có kéo xịt tóc và có máy sấy. Đây là remote để điều khiển TV. Đây là cái menu, mấy bạn có thể gọi đồ ăn lên trên phòng. Đây, đó, cần gì có thể gọi. Trên trong có ổ điện, ổ cắm, có thể cắm cái gì đó. Đây là rèm. Nắng quá thì giống như bây giờ thì mình có thể kéo rèm lại. Nhưng mà tụi mình sẽ đón hoàng hôn. Tụi mình đây là kéo cửa. Một cái cửa rất là to. Hai lớp cửa luôn nha mọi người. Đây, khách sạn khá là chu đáo nha, chuẩn bị dép khắp nơi. Đây là dép đi ở ngoài và rất là lạnh mọi người à. Cái ban công này nó cao tới cái ngực của mình, cho nên là không có nguy hiểm nha. Nó cao tới ngực của mình lận. Và đây là góc nhìn ra biển. Đẹp lắm nha mọi người, quá cái view. Quả nhiên là view biển. Còn đây là nhìn vô. Mình sẽ để dép ở ngoài rồi mình sẽ bước vô, bởi vì ở ngoài khá là lạnh. Ngủ giường nào cũng được. Rồi mọi người ơi, mình sẽ nói giá khách sạn này cho mọi người biết. Một đêm ở khách sạn này tụi mình ở là bao nhiêu Vân? 80.000. Là 80.000 won một đêm. Và nếu mà đi hai người vậy thì tụi mình chia ra thì tụi mình không có gọi là mắc lắm, nên tụi mình cũng khá là ok. Ừ, thấy khá cũng là ok. Mà nó còn lại đẹp như vậy nữa, cái vali mình còn ở ngoài nữa. Ơi, ở đây khá an toàn nha mọi người. Tới hai lớp cửa lận. Ở ngoài đó khá một lớp, nhưng mình đã thấy là khá một cái lớp này rồi nha. Ở đây còn một lớp nữa. Cách ly an toàn. À lộn, cách âm an toàn. Cách âm khá là an toàn. Đó. Tắt. Đẹp ha. Ở đây có cả áo tắm nữa nè mọi người. Người ta đã chuẩn bị sẵn. Phòng cháy chữa cháy. Đẹp ha mọi người. Rất là đẹp luôn. Và cái view này quá là tuyệt vời luôn. Và bây giờ tụi mình sẽ chuẩn bị đón hoàng hôn đây. Và mình sẽ quay cho mọi người xem nha.
Hồi nãy quên nói mọi người, cái toilet á, cái toilet là bây giờ người ta không có nhấn cái bằng cái gạt kế bên nữa, mà người ta nhấn bằng những cái nút này nè. Đây là nếu như mà bạn đi lớn, còn cái này là đi vệ sinh bình thường như là đi tiểu. Rồi cái này là những cái nút mà nhấn để rửa, nhấn rửa xong rồi ngừng lại. Rồi còn có cái kiểu như là massage này khi nọ nữa. Khá là, khách sạn này khá gọi là rất là hiện đại. Mọi người, giờ mình sẽ quay cho mọi người xem khách sạn tặng mình cái gì nha. Giờ mình sẽ quay cho mọi người xem khách sạn là cho mình cái gì nha. Cái này là khăn tắm á. Mình không nghĩ đó, khăn tắm mình thấy nó giống như giấy nhẹ, có thể là cái đồ mà bịt cái đầu lại đó, chống chống nước tóc đây. Ở đây có thùng nè, thùng nè, bông tẩy trang nè, cái tăm bông. Cái này là tẩy trang mắt môi, đi hai người thì cho hai cái bàn chải, đi mấy người chắc nó cho bao nhiêu đó đồ á, đi hai người cho hai cái. Một số cái gọi là rửa mặt. Cái này là cái này là dung dịch vệ sinh phụ nữ á mọi người. Ở đây rất là chu đáo luôn, mình cảm thấy cái khách sạn này rất là chu đáo luôn á. Cái này là skin toner. Khách sạn này chu đáo ghê. Cái này cũng là skin toner luôn. Cái này cũng là, đây lộn, cái này là gì? Cái này là lotion và lotion. Hai người con gái thì người ta sẽ cho những cái liên quan tới con gái nhiều hơn. Hoặc là vốn dĩ cái khách sạn này đã chú trọng vào việc rất là đối xử tốt với lại phụ nữ, con gái. Rất là chu đáo luôn cái khách sạn này, chuẩn bị rất là chu đáo. Đây, đây là tên khách sạn. Một like cho khách sạn, không phải gọi là cái khách sạn này mình sẽ đánh giá 5 sao luôn á mọi người. Rất là ok. Bây giờ mình sẽ test cái tivi này cho mọi người thấy. Nói chứ tụi mình cũng chỉ có thể coi YouTube thôi, chứ tụi mình cũng không có coi gì đâu. Mình kiếm. Và rồi mình sẽ kiếm. Nó rất là chậm luôn. Ok everybody, are you ready? Chết rồi, nhét chị để bấm cái kia. Biết rồi, biết rồi, biết rồi. Trời, xin chữa giúp. Quên, em kêu chị xong môi. Ủa, chị chưa xong hả? Ừ. Cái đảo chị. Sao quá ta ơi, vô rất cao rồi nha. Đúng rồi. Ê, nghe mọi người ơi,
Cái remote này không chỉ dùng để điều khiển TV, coi YouTube, có cả Netflix, mà nó còn có thể bật máy lạnh. Quá là đỉnh cao. Hai trong một. Đó là lý do tại sao khách sạn này đắt tiền ư. Rất thích nha. Tuyệt vời. Bây giờ tụi mình sẽ đi ăn. Ồ, có hai lớp cửa. Mình sẽ nâng giày. Khách sạn. Ok, bây giờ sẽ đi thôi, đi ăn. Bây giờ tụi mình sẽ đi ăn gì đây? Yep. Đúng rồi, mình bữa xe. Giờ sẽ đi ăn. Và Lễ Tân vẫn còn người trực đêm. Ủa, đang mấy độ ta? 51 á. Ủa, cái gì kêu ghê vậy? Hai con mèo. Trời ơi, y chang hai con mèo ở nhà kêu cục gào thét mỗi đêm. Ủa, hồi nãy tụi mình sẽ đi chết 25. Bây giờ lại đi tìm đồ ăn. Lại là đi ăn buổi đêm. Mình đi hướng này rồi. Ủa, biển tới đó à? Vẫn còn hơn người bắn hoa bông. Đi hướng bên này chứ, đi hướng bên này nhiều. Hồi nãy mình ăn cái này rồi. Thôi mình đi hướng bên này đi. Mình đi ăn, hồi nãy ăn này rồi, giờ mình đi hướng này. Ăn bên bên trái rồi thì mình sẽ ăn bên phải. Quá, wow, trời ơi, bên này bắn đẹp ghê. Phải có, mấy cái này bắn phải có hộp quẹt. Ồ. Chanh chanh chanh, trời, có xăm cúp say rồi. Ăn xong chơi. Chị em tụi mình ăn ăn tối hay ăn trưa, ăn món nào cũng theo kiểu chơi hệ quán đông người. Không, quán đông người mới vô. Tụi mình sẽ quyết định đi ăn Choke Kui. Thằng nương Choke Kui. Hacha. Món này cũng ok nhưng mà bảy cứ gấp gáp kiểu gì đó mọi người. Mọi người ơi, một chiếc Coca rất là Việt Nam. Set up ra như thế này. Tụi mình ăn một cái gọi là món hải sản hầm. Gọi là hải sản hầm á. Người ta sẽ làm sẵn rồi, người ta để trên cái bếp như thế này để cho tụi mình ăn nóng. Nhưng mà nói thật thì một điểm trừ cho cái quán này đó là kêu khách quá gấp gáp. Mình chưa ăn nữa mà đã bắt mình thanh toán trước rồi. Thì cái phần này của tụi mình ăn là 70.000. Cũng là phần nhỏ dành cho hai người ăn. Tại vì một phần cũng là do cái quán này 9 giờ đóng cửa. Mà tụi mình thì cũng chưa ăn đó, nên tụi mình định đi vòng vòng thôi. Ai ngờ thì người ta kêu vô xong rồi người ta mới nói là 9 giờ đóng cửa này kia nọ. Rồi bắt đầu tụi mình cũng quyết định ăn. Nhưng mà tụi mình tưởng ăn xong là thanh toán tiền, nhưng mà ai ngờ là người ta bắt thanh toán luôn. Thôi nói chung là ăn này ăn kia cho biết, đi này đi kia cho biết. Thôi lỡ thì tụi mình cũng sẽ ăn. Mà người ta cũng nói là nếu mà ăn không hết còn dư thì người ta sẽ đóng lại cho tụi mình đem về khách sạn. Thì bây giờ thôi tụi mình cũng sẽ ăn đây, tại cũng tối rồi. Rồi tụi mình cũng tâm trạng đang hơi bị gấp gút, cho nên là tiền bị giống như cảm giác như bị hố vậy. Cho nên là tụi mình sẽ nhanh chóng ăn rồi tụi mình sẽ ra biển chơi. Bé Vân thích chơi pháo bông nè. Ăn xong tụi mình sẽ đi ra biển. Cũng là những con sò huyết, nhưng mà có thêm tôm với mực. Cơm nó trong một cái ống rất là ngon, ok. Thôi kệ, gán ăn nhanh.
cũng nhiều. Có thêm bạch tuộc với mực hả? Bạch tuộc. Hồi sáng thì không có. Nói chung là hồi sáng tụi mình quay ăn sao rồi thì nó cũng y chang vậy thôi, nên là tụi mình cũng sẽ ăn nhanh rồi đi chơi đây. Tinh tinh. Tụi mình đã ăn hết rồi nhưng mà tâm trạng của tụi mình không được vui lắm. Tụi mình định đón bình minh nhưng mà không biết có phải mọc ở hướng này không. Mình sẽ quay biển buổi sáng cho mọi người. Hiện tại ở ngoài trời đang là âm 8 độ. Thở ra khói nha mọi người. Lạnh quá. Rất là một mùi biển sọc vào mũi, rất là biển luôn. Hình như hướng mặt trời mọc ở bên này. Bé Phương ơi, ấy dần á, té. Hình như hướng mặt trời mọc ở bên này. Đây mình sẽ quay một vòng cho mọi người xem biển buổi sáng. Các cái quán ăn, đây là tất cả các cái quán ăn đó mọi người. Người ta chưa có mở cửa. Người ta sẽ bắt đầu làm việc từ 9 giờ sáng cho tới 10 giờ tối trong cái tình hình dịch này nha. Còn bình thường thì mình nghĩ là người ta làm tới 12 giờ đêm, hoặc là có quán sẽ làm sáng đêm luôn. Còn tình hình dịch thì có thể là sẽ phải đóng cửa sớm. Thì hôm qua thì mọi người là có quán thì làm tới 10 giờ là trễ nhất, còn có quán thì 9 giờ đóng cửa. Cái quán hôm qua mình ăn là 9 giờ. Đuối. Và biển buổi sáng thiệu chi vẫn chưa có rút. Đẹp quá mọi người ơi, bình yên quá à. Rất là bình yên luôn. Mình sẽ quay bên này cho mọi người xem nữa. Nhanh nhanh. Xiu xiu xiu. Ở bên cái bãi đá đó nữa, hôm qua nói là đi với mọi người mà mình chưa có đi, hồi lát nữa mình sẽ đi luôn. Còn tuyết còn đọng lại ở trên, đọng lại trên mấy cái vách đá, vách núi nữa. Bây giờ tụi mình sẽ vô chuẩn bị đánh răng, rửa mặt. Sau đó thì tụi mình sẽ thay đồ, make up. Hôm qua quên quay cho mọi người. Có một chiếc gương rất là đỉnh cao tại khách sạn. Hello mọi người. Một cái gương có thể mở đèn, nhưng mà nó không đẹp lắm nha. Nó sẽ làm cho cái mặt của mình rất là xấu bởi vì nó quá sáng. Bây giờ mình sẽ đánh răng đây rồi mình sẽ chuẩn bị đi chơi. Rồi tụi mình đã leo lên cái bãi đá. Đi hơi rung tay xíu, mọi người mệt quá. Vừa lạnh, vừa leo, vừa thở nữa. Đi thôi. Đây là hướng đi. Ở đây có nhà vệ sinh công cộng nè. Đây có để cái bảng nguy hiểm nè, nguy hiểm nè, không có đi xuống đây nè. Không có đi xuống đây, đây là bãi đá. Ê, hay là anh chim chụp cái này ta? Không phải, chị nhìn hết hả? Hết hả? Không, vui hôm nè. Đâu, 이곳은 사고 다발 지역이므로 출입을 자제하여 주시기 바랍니다. Kiểu như cũng có thể đi nhưng mà nguy hiểm. Hả? Đá không à? Đá không nha mọi người. Yêu, đẹp quá. Hơi lạnh quá. Chảy hết nước mũi rồi. Ôi bên kia cũng có cái chỗ đẹp quá kìa.
đâu có tắm biển được, chỉ có bãi bên này mới tắm biển được thôi. Đúng rồi, bên này mới tắm biển được, tại vì này là có cát đầy kia nọ, người ta cũng sẽ dễ tắm đâu, mùa này không ai tắm đâu, lạnh lạnh xỉu. Bên này thì đương nhiên không được rồi, bên này là đá không à. Ở bên kia có cái nhà màu tím á, kia kia cái đó là gì ta không biết luôn. Trời ơi gió lạnh quá, chú đắc sao cũng phải sáng chứ. Rồi nhìn cái view này một cái rồi đi về, thực sự rất là đẹp luôn, perfect. Đây, tụi mình trước khi dọn về thì tụi mình cũng dọn cho sạch sẽ, sạch sẽ trước cho người ta. Người ta cũng đỡ có khó chịu. Mình gói thì mình cũng trải lại, người ta cũng sắp lại á. Rớt cái lon này dưới đây. Ta cũng đỡ phải sắp lại ha. Dọn trước cho người ta. Ta vô người ta dọn lại sơ sơ thôi. Còn cái này là lúc mà tụi mình tới thì tụi mình để một ít kẹo với lại đồ để ở đây để tụi mình xin ở qua đêm. Đây, hai cái vali đã dọn sạch sẽ và bây giờ tụi mình sẽ đi về thôi, tụi mình không uống cà phê nữa tại vì tụi mình cảm thấy rằng là xách cái vali cũng mệt đó, cho nên là tụi mình sẽ quyết định là check out rồi đi về luôn, đón taxi về luôn. Ở đây thì không biết có bus không, nếu mà có bus tụi mình đi bus, còn không nếu không có bus thì tụi mình sẽ đi taxi về. Và bây giờ mình sẽ coi cái view này à, rồi tạm biệt ư văn đi. Về Seoul thôi. Cảm ơn mọi người, hẹn mọi người video tiếp theo.